quá. Về vấn đề cây cảnh là bây giờ đừng gọi cho bên này nữa. Nói lẳng nhẳng nhiều quá cơ. Ta bảo là cuộc đời sang trang mới rồi còn... Cái gì đấy? Ông làm gì đấy? Hả? Ở đâu vào đây? Đi ra ngoài kia. Ở đâu vào đây gọi điện thoại cơ quan, gọi điện thoại chùa đấy à? Hả? Từ đấy cho gọi mấy cuộc rồi? Gọi 11 cuộc mà. 11 cuộc? Có gọi đi nước ngoài không? Không. Ông đi ra ngoài kia. Đi ra ngoài kia khổ quá nhỉ. Tớ này, là tôi gọi bảo vệ lên đây bây giờ đấy nhá. Bảo vệ thì tớ đến đây là giám đốc mà. Đến gặp giám đốc gì? Tôi thông báo cho ông biết là giám đốc bây giờ được thuyên chuyển đi làm công tác khác rồi nhá, không còn ở đây nữa. Khổ quá nhỉ. Tớ đến đây thì tớ nhận công tác. Nhận công tác cái gì? Cái tổ thi công nó ở dưới nhà ngang chứ kìa. Xuống đấy mà nhận công tác nhá. Ơ kìa, khổ quá. Ê, tớ đi, không phải gặp đi, công nhân đi. Khổ quá, tớ là giám đốc đây. Cái gì? Ông là giám đốc á? Ừ. Giám đốc bốc. Bốc cái gì? Bốc giám đốc. Tôi hỏi ông bốc cái gì? Bốc giám đốc, bốc gì? Cái gì bốc? Bốc giám đốc. Cái gì bốc? Khổ quá nhỉ. Cái gì bốc? Bốc cái gì? À giời, khổ quá cơ. Tôi tự giới thiệu, tôi giám đốc Huỳnh Bánh Bốc. Đấy, quyết định đấy. Thế hóa ra ông là... Ông nào? Thế hóa ra anh là anh Bốc đấy ạ. Ờ. Anh đến nhận công tác ạ. Ờ. Ôi dồi ôi, khổ quá thật thôi. Em lại cứ khổ. Anh ngồi đây ạ. Dạ, em mời anh ạ. Ôi dồi ôi, không, anh Bốc. Ôi dồi, không, khổ quá. Anh đến thì anh không báo trước. Đâm ra là anh là Huỳnh Bánh Bốc đến nhận công tác ạ. Ờ. Ôi dồi, đấy. Anh thì sao anh không bảo các cụ nhà mình đặt cái tên ví dụ như là Huỳnh Bốc Bánh chẳng hạn, nghe cho nó đủ chứ lại Bánh Bốc nghe cái như là anh bốc cái gì ạ? Bốc cái gì? Ừ, khổ quá anh. Anh tại em thấy anh ăn mặc giản dị quá, đâm ra em lại hơi bị coi thường. Em nghĩ là giám đốc là nó phải nguy nga tráng lệ lắm chứ ai nghĩ nó lại như thằng bả gà thế này. Bả gà là thế nào? Này, tớ nói cho cậu biết nhé. Các cụ ta ngày xưa có câu: đừng nhìn thấy vua ăn mặc giản dị mà coi thường. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Dạ vâng ạ. Thôi vâng. em xin lỗi ạ. Dạ em luôn nhá. Em tự giới thiệu, em là trợ lý của anh ạ. Em trợ lý giám đốc ạ. Vâng, thế bây giờ anh về nhận công tác ạ. Vâng, thế em xin phép là anh em mình làm việc luôn ạ. Vào việc luôn nhá. Vâng ạ. Tớ nhắc cậu hôm nay là cậu đi muộn đấy nhá. Anh ơi không ạ. Anh ơi, chắc là tại đêm hôm qua, anh biết sáng nay anh đến nhận công tác, đâm ra là anh sốt sắng với công việc quá, anh đến sớm chứ không phải tại em đến muộn đâu ạ. Bây giờ mới là đến giờ làm việc của cơ quan đấy ạ. Thế hả? Dạ vâng ạ. Thôi, vào việc luôn nhá. Dạ vâng ạ. Này, thế công ty mình là có cái tượng đài ở công viên Hoành Văn Tráng đến đâu rồi nhỉ? Hoàn thành rồi anh ạ. À, tôi chết rồi anh ơi. Đấy bây giờ... Nhắc đến cái tượng đài đấy, bây giờ em mới phải đề đạt với anh luôn thế này. Như nào? Dạ, báo cáo với anh là thế này. Sau khi mà cho đặt tượng đài lên, thì mình mới phát hiện ra là cái móng của cái nền đó là nó hơi yếu ạ. Hơi yếu ạ? Dạ vâng, cho nên hôm nay anh ký luôn cho em cái quyết định gọi là bổ sung kinh phí để em cho triển khai luôn ạ. Kinh phí bổ sung là thế nào? Sắp đến ngày khánh thành rồi bây giờ mới bổ sung kinh phí để làm móng thì làm sao có kịp không? Sao lại không kịp ạ? Anh ơi... Anh không biết, năm ngoái đây này, công ty mình cũng nhận một cái công trình cầu vượt đấy. 8 giờ sáng cắt băng khánh thành nhá, 6 giờ sáng bọn em còn bắt đầu mới đi cho bắt bu lông ốc vít, có làm sao đâu. Dạ, vâng ạ, với lại nếu như sợ mà không kịp ý, thì ví dụ đến ngày thì mình cứ cho phủ một lớp bê tông mỏng mỏng lên, sau đó mình lát đá hoa bóng lừ lên, xong rồi cắt băng khánh thành, bàn giao các hạng mục công trình xong, đêm mình lại đào lên mình làm tiếp. Công ty mình từ xưa tới nay vẫn có truyền thống là làm như thế đấy anh ạ. Truyền thống hả? Dạ vâng ạ, anh ký luôn hộ em ạ. Ừ, thế được rồi, thế ký theo truyền thống nhá. Dạ vâng ạ. Này, tớ mới về đây nhận công tác. Dạ. Cậu là trợ lý cho tớ. Dạ vâng. Thì cậu phải mách bảo tớ nhá, đừng để cho tớ ký bừa ký ẩu nhá chứ. Anh yên tâm, em sẽ quân sư cho anh ạ. Ký. Dạ vâng ạ, rồi em cảm ơn anh ạ. Tiện đây em cũng xin nói luôn với anh, tức là
em đã cho trồng xung quanh tượng đài rất nhiều các loại hoa. Tốt. Vâng ạ, đầy đủ tất cả các loại hoa. Tốt. Hoa lan, hoa huệ, hoa cúc, hoa đồng tiền. Mấy hôm vừa rồi mưa to, đất ẩm, hoa mọc nhanh lắm, đến hoa cứt lợn còn mọc ầm ầm cơ mà. À, đừng có thấy người ta ăn mặc giản dị mà trồng cả hoa cứt lợn ở đấy đâu nhá. Không, em có dám trồng hoa cứt lợn vào người anh đâu. Em bảo là, ý em nói là em có cho trồng tất cả các loại hoa. Và còn có cả hoa hồng nữa. Tốt, cứ trồng xen kẽ thế là tốt. Đây một khóm lan, kia một khóm huệ, đây một khóm hoa hồng. Chứ đừng trồng một loạt hoa hồng với nhau, monotone lắm. Hiểu monotone là gì không? Không, em không biết ạ. Như thế nào? Không, như anh ơi, hình như là anh chưa hiểu ý em. Như nào? Em nói là ngoài tất cả các loại hoa ra, ừ, có cả hoa hồng. Ừ. Em còn trồng thêm cả hoa hồng nữa. Ừ, hoa hồng đấy, là hoa hồng còn gì nữa. Ở ngoài chợ bán mấy chục, 100 bông nữa. Không phải. Em nói là ngoài hoa hồng ra còn có cả hoa hồng nữa. Hoa hồng nó chả là hoa hồng, nó là hoa gì? Anh ơi, hoa hồng ý ạ, tức là ngoài hoa hồng ra còn có cả hoa hồng nữa. Tôi hỏi thật nhá, cậu có bị ấm đầu không? Thì hoa hồng nó không là hoa hồng, nó là hoa gì? Anh ơi, anh cho phép em hỏi anh một câu nhé. Thế trước khi anh được di rời về... Di rời đâu? Trước khi tôi, anh... Tôi làm mồ mả hay sao mà cậu di rời? Em xin lỗi. Trước khi anh được thuyên chuyển về đây công tác ấy, trước khi anh về đây làm sếp ấy, anh đã từng làm sếp ở đâu chưa? Làm rồi. Ở đâu ạ? Chi hội trưởng chi hội sinh vật cảnh thôi. Ôi dồi ôi, thảo nào. Thôi bây giờ thế này, em gợi ý cho anh thế này. Hoa hồng ở đây ấy, hoa hồng của em là nó không phải là cái hoa hồng mà người trần mắt thịt người ta nhìn vẫn nhìn nhận đâu. Hoa hồng của em nó thế này này, sao người ta cứ bó thành từng xếp một thế này này, giống như là nó như cục gạch ấy đấy. Lạ nhỉ, cậu ví hoa hồng với viên gạch chả hiểu thế nào. Tức là nó thế này này, thế nào người ta bó thành từng xếp một ấy. Nào? Dưới nó có để seri ấy. Mà xé là rách mà tiêu là hết ý. Trời ơi. Tiền thì nói luôn là tiền, thế để cần cái gạch hoa hồng thì nó là tiền chứ còn là cái gì nữa. Anh thì em biết đâu anh là giám đốc, em biết đâu anh thì mũi thì to mà óc lại bằng quả nho thế. Thôi được rồi, thế vấn đề đấy chia chác thế nào đây anh ơi? À, anh mới về. Ừ, cho nên là thôi thì trước lạ sau quen thì em cũng cởi mở luôn. À, công ty mình là từ trước tới nay cứ sau mỗi một công trình nào đấy. À, thì thường thường bao giờ nó có cái bar em, tức là em mà hít được gần này. À, thì ít nhất em cũng phải cho anh đớp được phải bằng gần này. Ít nhất anh cũng phải được cái này đấy, là ít nhất em nói. Đúng ít nhất đấy. Vâng, đây là thùng khác. Không, em nói như thế để anh dễ hình dung. Ví dụ như em được bằng gần này. À, thì anh cũng phải được bằng gần này. Thôi được rồi, biết rồi, để xuống. Biết chưa? Biết rồi. Em nói thế cho anh dễ hình dung thôi. Ví dụ như là cậu bằng đây. Vâng, thì anh bằng gần này. Để xuống, đấy nó là cái thùng rác. Vâng. Khổ quá cơ. Phần của cậu cầm về đấy. Vâng, em xin, đây là của em. Ừ, vâng, đấy. Thế được rồi chứ. Vẫn có tỷ lệ như thế từ xưa tới nay rồi. Thế hả? Dạ vâng, anh yên tâm. Vâng. Thế là tốt đấy. Vâng. Thế là thôi em xin phép thì em đi luôn. Vâng, em đi cho triển lãm cái móng cho nó cẩn thận nhé. Dạ vâng, anh yên tâm. Thì mới rút được tiền ra. Dạ vâng, anh yên tâm, em đi đi ạ. À này này này. Cái gì đó bảo đây? Tớ nghe nói công ty mình là có một cái dự án gì lớn lắm cơ mà. Công ty mình thì có rất nhiều các dự án mà dự án nào cũng đều lớn cả. Anh muốn hỏi là dự án nào? Tớ thấy có một cái gì mà treo vườn. Làm gì có cái vườn nào nhỉ? Có, khổ quá, vườn thì treo. À, ui giời, không. Khổ quá nó không phải là cái vườn. Anh ngồi xuống đây, em lại trình bày với anh thế này. Khổ quá là anh lại bảo là cái vườn. Công ty mình ai lại đi xây dựng vườn? Là cái gì? Đấy là cái công trình nhà vệ sinh công cộng cấp quốc tế. À, vâng. Nhà vệ sinh công cộng cấp quốc tế à? Dạ vâng. Thế đây. Đây, em trình bày luôn với anh thế này. Đây, dạ nó đây. Bọn em kết hợp rất nhiều các loại kiến trúc. Kiến trúc em kết hợp giữa kiến trúc của Indonesia này, có pha chút Ấn Độ này, bổ sung tí của Lào này, hao hao một tí của Pháp này, lại giống cái bản nháp của tòa thánh Vatican này, lại hơi phăng đi một chút của Ý này. Nói chung là anh em mình mà không làm là rất quý đấy.
Vì nó lai tạp nhiều quá. Nó lai tạp thế liệu bố mẹ nó có nhận ra nó không? Cần nó nhận ra anh ạ. Thế à? Nó nhận ra hay không không quan trọng. Miễn làm sao mình vẽ ra thật nhiều các loại kiến trúc như thế này đấy. Thì mình mới mới rút được hoa hồng rồi đấy. Anh hiểu. Thế dạ. Rồi cái công trình cho em mình đặt tên nó là cái gì? Dạ bọn em tạm đặt nó là vườn vệ sinh Babylon. Tốt tốt đấy. Thế nhưng mà này, thế làm sao nó lại treo cao thế thì đi vào thế nào? Dạ treo cao như thế bởi vì là cấp quốc tế cho nên là mình phải làm ở trên cao, nó phải đặc biệt. Anh hiểu không? Để cho là mà lại kiến trúc nó lại đa quốc gia như thế để bất kỳ khách nước ngoài người ta đến, người ta nhìn thấy trong đó có hình bóng quê hương người ta ở trong cái toilet đấy, anh hiểu không? Vâng đấy, cho nên em cố tình làm ở trên cao. Thế làm sao lại phải đặt ở trên cao? Dạ anh vẫn chưa hình dung ra được ạ. Chưa. Bây giờ thế này nhá, em nói ví dụ như là ở bên thông tin người ta có công nghệ không dây. Thì bây giờ anh em mình trong ngành xây dựng thì mình gọi là áp dụng cái công nghệ không ống ấy. Dạ vâng. Không ống là thế nào nhỉ? Nhà vệ sinh mà không có ống đúng không? Vâng. Thế nó lại treo ở trên cao kia. Vâng, phải làm trên cao chứ anh. Đặc biệt mà. Thế thì đi vào. Vâng. Xong rồi. Vâng. Giật nước một phát. Ôi giời ơi. Cái nó quá hết vào mặt à? Không. Mặt nó ở trên sông Hồng chứ mà. Mặt trên sông Hồng. Dạ vâng. Thế liệu có khả thi không? Sao lại không khả thi à anh? Trước đây người ta còn nghĩ được ra cả một cái dự án là thay nước của một cái hồ ở giữa lòng thành phố, người ta còn làm được. Cái việc như thế người ta còn nghĩ ra được thì bây giờ em làm toilet trên sông Hồng là chuyện bình thường, có cái gì đâu mà không cả ý. Thế à? Vâng. Thế nhưng mà vệ sinh môi trường xung quanh sao? Anh hoàn toàn yên tâm. Anh lại ngồi xuống đây em trình bày với anh. Em đặt trên sông Hồng. Tại sao em lại đặt trên sông Hồng? Bởi vì là khi giật nước một cái, nó quã luôn xuống sông Hồng. Nước trôi đi. Trôi đi. Xong. Nhớ không trôi sao? Không trôi được thì mình rút gươm mình chém xuống. Làm sao lại phải rút gươm chém xuống nhỉ? Thế anh không nghe cái các cụ ngày xưa vẫn có câu là rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh à? Đấy. Đấy, nó chảy mạnh nó mới trôi hết đi. Rồi rồi, rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Vâng. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Câu này trong phim Bao Công. Phim Bao Công tôi xem mãi rồi, các cụ nào? Thế Bao Công thì anh em mình chả gọi bằng cụ, anh định gọi bằng anh à? Anh lại cứ hay cái bệnh gần chùa gọi bụt bằng anh. Tại sao em lại làm ở trên cao? Bởi vì nếu mà làm trên cao thì cần phải có rất nhiều cột. Rồi, cột. Mà muốn có được nhiều cột thì anh em mình phải có rất nhiều lồng sắt. À, lồng sắt à? Dạ vâng. Thì có nhiều lồng sắt thì anh em mình mới... À, lại hoa hồng. Rồi. Đây em trình bày luôn với anh. Dạ, báo cáo với anh. Công trình đấy chỉ cần đến 150 cái lồng sắt là vừa. Rồi. Nhưng em cứ mạnh dạn em ghi luôn vào đây là 400 đi. 400? 400 cái lồng sắt đi. Tớ chưa hiểu. Mình cần có 150 mà cậu đưa lên 400 là thế nào nhỉ? Sau đấy mình rút đi là vừa. Rút đi là vừa? Dạ vâng. Thế là thế nào? 150 cái lồng là đảm bảo chất lượng rồi, kỹ thuật rồi. Bây giờ còn 250 cái lồng nữa thì anh em mình dùng nó để mà quy đổi ra hoa hồng. Được rồi. Thế ký luôn dự án này. Anh ký luôn rồi. Ký luôn. Vâng, đấy. Biết thế này về đây nhận chức giám đốc từ năm ngoái có phải đớp được mấy cái nhà vệ sinh không? Vâng ạ. Cảm ơn anh. Dạ vâng ạ, em xin. Thôi anh ạ, thế có lẽ em xin phép. Em đi cho triển khai luôn. Triển khai luôn đi. Dạ vâng ạ. Em gửi anh. Rồi. Thôi. Em không thôi được ạ. Khổ quá, làm sao được cái gì đấy, làm cái gì đấy? Hả? Báo cáo anh, em phải chạy cho đúng cái gì lại. Mà. Dạ vâng ạ, à, em dừng lại ngay ạ. À. Mệt quá. Mệt thế thì chạy thêm 3 vòng nữa. Em. Vào đây làm gì? Cho em thở tí. Cho em gặp giám đốc ạ. Dạ. Báo cáo anh, có người gặp anh ạ. Mời vào. Vào gặp giám đốc thì cứ nói luôn là vào gặp giám đốc. Đề đạt người ta là trợ lý thì cứ nói luôn. Nên cứ lằng nhà lằng nhằng. Dạ báo cáo anh ạ. Xin lỗi nhá. Dạ báo cáo anh ạ. Em xin gì giới thiệu ạ. Giới thiệu đây. Vâng. Đây. Em. Làm gì đấy? Đừng thấy vua ăn mặc giản dị mà coi thường nhá. Dạ vâng ạ. Giám đốc đấy.
khổ quá, gom có mấy năm thâm niên làm massage cứ nhìn thấy chân tay cứ phải xoa bóp. Quá vớ vẩn. Em xin tự giới thiệu. Em là Trương Như Phẩy. Nhà em ở khu chung cư giãn dân Nhân Phụ đấy ạ. Vâng. Khu Nhân Phụ đấy hả? Vâng ạ. Rồi rồi, tốt tốt. Thế ở đấy tốt chứ hả? Dạ vâng, tốt ạ. Sơn tốt không? Sơn tốt ạ. Gạch tốt không? Gạch tốt ạ. Gạch tốt ạ. Thế không khí xung quanh tốt không? Không khí xung quanh tốt ạ. Môi trường? Tốt ạ. Cảnh quan? Tốt ạ. Ngủ? Tốt ạ. Ăn? Ý, không tốt. Ăn không tốt à? Vâng. Sao đấy? Toàn sạn. Sao lại toàn sạn là thế nào? Cơm sạn, canh sạn, rau sạn, cá sạn, thịt sạn ạ. Rồi. Tôi thông cảm với chị. Vệ sinh thực phẩm bây giờ là nó phức tạp lắm. Dạ không ạ. Em không đến đây nói về vấn đề vệ sinh ạ. Em nói tức là thế này. Tức là toàn vữa đấy ạ. Vữa là như nào nhỉ? Tức là thức ăn toàn vữa. Cơm vữa, canh vữa, rau vữa, cá vữa, thịt vữa. Tôi hiểu rồi. Vâng. Tức là cơm nhà chị không ăn. Vâng. Canh nhà chị không ăn, cứ để vâng. Vữa ra mới ăn. Nóng thì không ăn, để vữa ra mới ăn gì? Dạ không ạ. Ý em không phải nói như thế ạ. Thế như nào? Ý em nói là thế này. Gớm, vữa của canh đẹp quá cơ. Giữa mùa hè mà rơi như tuyết rơi mùa đông. Chị đến đây trình bày vấn đề nhà cửa nhà chị. Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Chị nói luôn đi. Thế này nhá. Vâng. Về cái khu Nhân Phụ ấy. Vâng. Là hồi ấy tớ chưa về đây nhận công tác. Vâng. Có vấn đề gì chị trình bày với cả cái cậu trợ lý của tớ đây. Anh kia ạ. Anh kia. Tớ xin giới thiệu. Vâng. Đây là trợ lý của tớ. Tên là... Tên là gì ạ? Này, tên là gì ấy nhỉ? Đây đây. Tên là gì ấy? Trương Như Phẩy. Không. Cậu ấy. Em á. Tên em á. Tên cậu ấy. Em hot ạ. Hot gì? Không, em hot gì đâu. Anh lại đá đều em. Không phải hot cái gì. Trần Văn Hót thôi ạ. À. Trần Văn Hót gì? Anh ấy hỏi thế thì em hỏi anh thì anh bốc cái gì? Em hót không thôi ạ. À? Đây. Dạ vâng. Có vấn đề gì thì cứ trình bày với cậu hót của tôi đây. À vâng, anh này ạ. Vâng. Này, bây giờ tớ phải giang tớ giao ban với mấy phòng bên cạnh nhá. Ấy, còn ra mắt mấy cái phòng ban bên cạnh. Không anh ơi. Không, anh ấy, không, anh bốc ơi. Khổ quá nhỉ. Nó sao? Em là trợ lý của anh. Không được, có biết. Để em đưa anh đi. Thôi đi, tôi phải đi. Ấy, anh bốc ơi. Hay nhỉ. Ôi thì rủ nhau đi hết thì ai tiếp tôi đây nhỉ? Ôi thì định thế nào nhỉ? Kìa. Đi đâu đấy? Đi đâu? Có việc gì trình bày đây? Việc vữa đấy. Này. Cơm sạn, canh sạn. Phải biết gạt ra mà ăn. Thế làm sao bây giờ tôi hỏi chị bây giờ bát cơm chị đang ăn con rán nó bay vào. Bát canh chị đang uống con ruồi nó nhảy vào. Thế cứ thế mà cho mồm mà ăn à? Bây giờ mình lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. Hả? Phải tự mà biết lo đi cái ăn uống chứ. Xin lỗi anh nhá. Vấn đề cơm sạn, canh sạn tôi trả vác thân của tôi đến đây làm gì? Vấn đề là vấn đề ở chỗ chồng tôi cái kìa. Đang nằm cấp cứu ở trong bệnh viện cái kìa. Chồng chị nằm cấp cứu bệnh viện liên quan gì đến chúng tôi? Tại sao lại không liên quan đến các anh nhỉ? Thế làm sao? Làm sao chồng cấp cứu? Làm sao mà cấp cứu? Vữa rơi. Vữa rơi thế nào? Này, tôi nói cho anh biết nhé. Thế cái trần nhà nó có liên quan đến các anh không? Thì trần nhà nó liên quan đến công ty xây dựng chúng tôi. Thế nhưng mà tại sao lại vữa rơi? Thế làm sao chồng đi cấp cứu? Vữa rơi mà chết được người à? Nghe tôi nói đi này. Có hai con thạch thùng. Nó đang mây mưa với nhau. Này. Gì? Tôi đề nghị chị trình bày cái gì chị đi thẳng vào vấn đề nhá. Ừ. Tự dưng chồng đi cấp cứu là hai thạch thùng mây mưa. Thạch thùng mây mưa là thế nào? Mây mưa là cái gì? Ơ cái anh này buồn cười nhỉ. Người ta nói thì người ta cũng phải có cảnh quan xung quanh chứ. Hoàn cảnh nó xô đẩy con người ta đến thế chứ lị. Thạch thùng mây mưa là thế nào? Nghe tôi kể này. Trên trần nhà có hai con thạch thùng. Nó đang này nọ. Chồng đi cấp cứu mà tự dưng lại liên quan đến thạch thùng lại nọ kia. Nó đây nó tiếp đi. Làm sao? Hai con thạch thùng. Nó đang ABC. Biết rồi. Nó đang ABC. Vâng, ABC. Bỗng tự dưng nghe đến phịch phát. Phịch phát. Rơi thẳng vào đầu chồng. Không phải rơi vào đầu chồng. Cả một mảng vữa thế này rơi trúng nồi lẩu. Này gì? Chị tôi nói một lần nữa nhá. Sao? Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện ba lăng nhăng với chị nhá. Ô hay. Tôi nói rơi nồi lẩu làm sao mà chồng đi cấp cứu? Anh
này buồn cười nhỉ? Thì nó phải dắt dây liên quan đến nhau chứ lị. Rơi vào nồi lẩu, cái nồi lẩu đang sôi ở 90 độ, nó mới đổ ụp một cái vào người chồng tôi, bỏng độ 9 đi cấp cứu trong bệnh viện. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Cái gì? Hai con thạch thùng nó đang nọ kia ABC với nhau. ABC với nhau. Cả một mảng vữa bằng cái mâm dây phịch một phát xuống nồi lẩu sôi 90 độ. 90 độ. Thế xong rồi là nồi lẩu đấy nó lại ụp vào người chồng, xong rồi bỏng độ 9 nằm cấp cứu trong bệnh viện. Vâng. Thế mà còn đứng đấy mà đứng đây cãi nhau hả? Không đi vào chăm sóc chồng nữa còn đứng đây cãi nhau điên à? Hả? Ô hay buồn cười nhỉ. Thế bây giờ tôi không đến đây để tôi trình bày sự việc với các anh, để các anh đến các anh sửa chữa. Rồi đến một ngày nào đấy lại có hai con thạch thùng, nó lại mây mưa với nhau, nó lại ABC ABC với nhau. Nó lại nọ kia nữa. Thế xong rồi là cả một tảng vữa nó lại rơi đúng vào nồi lẩu. Thế nồi lẩu đấy nó lại ụp vào người tôi. Tôi bỏng độ 9 đi bệnh viện thì ai? Lấy ai thăm ai hả? Lấy ai thăm ai hả? Ôi trời chết, khổ quá. Cứ quen bánh chồng ở nhà chết chưa đây. Tôi không phải thạch thùng nhá. Vâng. Này, mà tôi cũng không phải này nọ nọ kia với anh nhá. Vừa phải thôi nhá. Thế bây giờ định giải quyết nào? Có mỗi hai con thạch thùng thôi mà chị bảo là đến hai cả hai vợ chồng chị phải đi vào bệnh viện cấp cứu. Sao nhà chị đen đấy? Đen này, gì? Tôi nói thật, nhà chị nó phải gọi là một cái tổ chim lợn. Chứ không phải là cái nhà nữa. Làm gì có nhà ai đen đến thế? Mà tôi hỏi chị làm sao vữa nó không rơi vào nhà khác mà nó chỉ rơi vào nhà chị? Úi giời ơi, không rơi vào nhà khác. Cái nhà ông hàng xóm bên cạnh nhà tôi đây cũng bị vữa rơi đây. À sao cũng rơi nồi lẩu? Úi giời ơi. Sao cái khu nhà này đời sống cao, nhà nào cũng toàn ăn lẩu thế này à? Không phải là rơi vào nồi lẩu. Rơi vào đâu? Mà thế này, con chim nhà ông hàng xóm nó xinh đẹp là thế, nó hót hay là thế. Điên này. Thế mà cả một mảng vữa nó rơi đến bụp một phát, bẹp lồng toe mỏ chết tươi. Thế là nhà hàng xóm là bị ông hàng xóm là bị vữa rơi bẹp chim gì? Tè chim nhà ông hàng xóm. Kể cả là tòe mỏ chim nhà hàng xóm nhá. Cũng không liên quan gì đến công ty xây dựng chúng tôi nhá. Chị tên gì nhỉ? Dạ em tên là Trương Như Phẩy ạ. Phẩy gì? Vâng. Thế tôi hỏi chị, thế chị có biết là cái công ty nào nó thi công cái công trình nhà chị không? Thì công ty Colacolac. À, biết là Colacolac nó thi công công trình đấy rồi gì? Vâng. Thế thì phải đến Colacolac mà đòi hỏi trách nhiệm tại sao đến đây? Hả? Ôi, cái anh này buồn cười nhỉ? Thế bây giờ người ta nói là công ty của anh là thầu cái công trình này. Thế bây giờ tôi không đến đây thì tôi đến đâu hả? Khổ quá, sao đây tôi nói cho mà nghe. Đúng là lúc đầu công ty chúng tôi trúng thầu cái công trình đấy. Rồi. Thế nhưng mà chị phải biết, công ty chúng tôi là một công ty rất có uy tín, thấy chưa? Cứ đầu năm chúng tôi đi thả thầu. Thả thầu? Chúng tôi đi thả thầu. Rồi. Xong đến là một lúc là ồ ạt tất cả một lúc. Đều trúng thầu hết. Trúng thầu. Trong khi đó chị phải biết là năng lực nó có hạn. Cái gì? Năng lực gì? Nhân lực nó có hạn. Cho nên chúng tôi mới phải là... Bán thầu chứ gì? Không gọi là bán thầu. Thế gọi là gì? Anh em cùng nghề với nhau, người ta gọi là chia sẻ công việc. Này tôi nói thật với anh nhá, công ty các anh quá thể lắm nhá. Lúc mà nói bán nhà cho người ta thì nói hay nói tướng lắm vào. Sao mà mồm cứ dẻo quẹo quẹo như thế à? Nào thì bảo là nhà chất lượng lắm, nào thì bảo là sơn tốt lắm, nào thì bảo là gạch tốt lắm, nào thì bảo là phòng cháy chữa cháy an toàn lắm. Đấy, an toàn cái kiểu gì hả? Xong rồi đến lúc các anh dụ dỗ chúng tôi đặt bút ký vào hợp đồng rồi, các anh lại còn khuyến mại cho chúng tôi thêm 3 khóa đào tạo. Đào tạo nào? Ai đào tạo gì? Ôi thế quên rồi à? Hót quên rồi à? 3 khóa đào tạo nhá. Khóa thứ nhất gọi là khóa nhảy dù. Khóa thứ hai gọi là khóa trượt máng. Mà tôi nói cho các anh biết này, quá thể là quá thể ở cái chỗ này này. Lại còn ăn bớt cả một công đoạn nhá. Đấy là ăn bớt một khóa học. Anh biết có bớt khóa học gì không? Khóa nào? Chính vì cái khóa học này chồng tôi không được học, cho nên chồng tôi mới phải đi cấp cứu trong bệnh viện đấy. Khóa học gì? Khóa học gì à?
đấy là khóa học né vữa. Tôi nói cho chị nghe, người ta khuyến mại cho mấy cái lớp gọi là đề phòng khi mà có hỏa hoạn là thang máy bị đứt cáp thôi, chứ còn bây giờ không đi học đấy là do mình. Mà tôi nói cho chị nghe rồi, có thế nào đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến công ty chúng tôi cả. Không liên quan chúng gì? Chúng tôi đã bán thầu. Tôi chả hiểu chúng các anh làm ăn gì. Chúng tôi đã chia sẻ công việc cho bên Colacolac rồi, cho nên là sang bên đấy mà đòi hỏi nhá. Này, chia sẻ công việc cái gì? Tôi chả hiểu các anh xây nhà chung cư cái kiểu gì mà ai lại thế này chứ. Vào trong toilet mà lại phải vừa đội nón mặc áo mưa. Ai, tôi đi vào rửa tay thì lại ướt chân. Ai, chả hiểu kiểu gì. Vớ va vớ vẩn thôi. Đi sang Colacolac mà hỏi người ta. Ôi, tôi đi sang Colacolac thì người ta bảo tôi là sang công ty A. Sang công ty A thì bảo sang công ty B. Sang công ty B thì bảo sang B phẩy. Sang B phẩy thì bảo tôi sang B phẩy. Sang B phẩy 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 thì bảo tôi sang phẩy 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 phẩy. Đi sang bên Colacolac mà đòi hỏi, tôi biết cái bức xúc của chị nhưng mà chúng tôi không có trách nhiệm. Cứ đi sang bên đấy, phải cố gắng phải thêm phải nữa đi, nhá. Sẽ được việc, nhá. Đứng đây nói bá một mép cũng có được cái gì đâu. Ô hay, nói rồi không nghe. Đi đi. Tôi bảo nhá, tôi sang bên Colacolac tôi phải nốt quả này nhá. Sang đấy mà nó không chấp nhận tôi phẩy nhá, tôi về tôi phẩy cả công ty anh nhá. Cho công ty anh, toàn thể công ty anh mặt rỗ luôn nhá. Về chưa? Ôi trời ơi, làm sao mà trông như con ma đấy kìa. Ôi, đi rồi à? Quá thật. Phải hóa trang chứ. Hóa trang cái gì? Sếp buồn cười thật. Khổ lắm cơ. Cái ca đẻ khó như thế này, sếp lại bắt một mình em ngồi em giải quyết, làm sao mà em giải quyết được. Cậu buồn cười nhỉ? Thế cái công trình ấy, tớ có được hít tí hoa hồng nào đâu. Thế sếp nghĩ là, sếp tưởng là em cũng ngon ăn lắm đấy à? Em cũng có được tí nào đâu. Thế đây đi đâu? Cái ông giám đốc trước ý, hăng hái về công việc quá. Một mình đớp hết. Không chia chác cho ai cả. Chính vì thế em mới cú. Em mới phím cho bên kinh tế người ta đến, người ta làm bẩy đi chính em đấy. Kể cả là sếp sau này. Em với sếp thì lại khác. Em với sếp là có ba em có tỷ lệ hẳn hoi. Em gần này. Sếp biết rồi. Cho nên là không bao giờ có chuyện đó cả. Rồi. Đấy, sếp yên tâm. Tớ nói rồi nhá, tất cả các công trình ấy thì rút thép thì rút nó cũng vừa thôi, ăn bớt xi măng thì cũng ăn bớt nó vừa thôi, dân người ta đến người ta kêu đau đầu lắm. Khổ quá, em biết rồi. Rồi, alo. Bốc nghe đây nè, của cậu đấy, của em á. Alo. Rồi, yên tâm. Rồi. Được rồi, anh sẽ về. Thế nhá. Rồi, ok. Ô tô. Anh ơi. Gì đấy? Anh bốc ơi. Anh. Em xin phép cho em về sớm một tí. Không, nhà em có việc thật. Nguy hiểm lắm rồi. Đang giờ làm việc nên về. Thôi, anh cho em về sớm một tí thôi, không cùng lắm em quay lại cũng được. Đứng đây. Dạ. Đang giờ làm việc đi đâu? Dạ, ăn lẩu ạ. Ăn lẩu đó, sao ăn lẩu? Dạ. Ôi trời ơi. Khổ quá anh ơi. Bà mẹ vợ em. Em mới mua cho cái nhà chung cư, hôm nay bà lại phấn chí thế nào, bà lại tổ chức ăn lẩu tại gia, mà nhà em thì nhiều thạch thùng lắm. Em xin phép em về nhé, con tí quay lại nhá. Này, thế còn cái công trình nhà vệ sinh ấy thì có trồng hoa hồng ở đấy không? Trời ơi. Úi giời, đây cũng nhiều thạch thùng lắm. Chuồn lên cho nó tiện.